Sốt pha chỉ tay bắt bài của ông Park. Khi ông Park Hang-seo bắt bài, ông Shin Tae-yong từ phòng họp báo. Trong buổi họp báo trước trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đi vào phòng họp báo mà mắt nhìn và chiếu, soi từng gương mặt. Bước vào phòng họp báo, ông kỹ lưỡng quan sát các tấm bản cartoon để trên bàn có đúng tên Việt Nam, có đúng tên Park Hang-seo hay không. Ông Park quá lọc lõi với những trò chiến tranh tâm lý của các đội, chủ nhà vẫn hay răng ra để chôn, để chọc giận. Khi ngồi vào ghế phòng họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhìn quanh khán phòng để tìm gián điệp của đồng hương, đối thủ Shin Tae-yong cài cắm vào, giả nhà báo, thậm chí nhân viên của ban tổ chức chủ nhà. Tình danh như ông Park không khó để nhận ra ai là báo chí, ai là nhân viên giúp việc ban tổ chức và ai là các trợ lý bóng đá. Tấm ảnh cánh báo chí Indonesia chụp được, ông Park với tay phải cầm cây bút chỉ vào một nhân vật đứng ở cánh gà khán phòng. Nhân vật này giữ vai trò của một phóng viên để chủ yếu nghe phóng viên Việt Nam hỏi những câu mang tính bài vở trong trận đấu ngày 6 tháng 1. Bức ảnh xuất hiện ở hầu hết các tờ báo Indonesia từ trưa ngày 5 tháng 1. Báo chí Indonesia không nói là ông Park bắt bài có đúng gián điệp của ông Shin hay không, nhưng khả năng cao là trúng phóc. Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa biết chiêu trò của chủ nhà ở những trận đấu căng thẳng, mang tính sống còn. Ông muốn giành thế thượng phong trong cuộc chiến thông tin giữa hai huấn luyện viên đồng hương chạm trán nhau ở bán kết mang tính thắng hay chết, nhất là với ông Shin, tờ Jakarta Globe bình luận. Chiêu trò cài camera gián điệp khi đội khách tập kín trong sân, hay cài cắm những nhân viên quét dọn mặc trang phục công nhân lao động, nó du nhập vào Đông Nam Á chứ không phải từ Đông Nam Á mà ra. Những năm 1990, ở Hàn Quốc những trò kiểu này đầy rẫy và các huấn luyện viên Hàn Quốc chẳng ai xa lạ với những hình thức gián điệp này. Câu chuyện cài cắm gián điệp chẳng xa lạ với huấn luyện viên Park Hang-seo lẫn ông Shin Tae-yong, tuy nhiên ở Đông Nam Á thỉnh thoảng cũng có những chiêu trò này rồi. Tấm hình, ông Park cầm cây bút tay phải và soi một người lạ dưới khán phòng trở thành tấm ảnh nóng trước cuộc chạm trán giữa Indonesia và Việt Nam.